Vào hồi tháng 5 năm nay, hãng Honda đã tung ra những hình ảnh đầu tiên của mẫu SUV thuần điện hoàn toàn mới mang tên Prologue. Vào thời điểm đó, người ta cho rằng mẫu xe này sẽ chính thức trình làng vào năm 2024. Tuy nhiên, người tiêu dùng sẽ không cần phải chờ lâu đến vậy khi hãng Honda đã bất ngờ vén màn Prologue 2024 ở thị trường Mỹ. Có thể nói, Prolac là mẫu xe quan trọng đối với Honda, vì đánh dấu bước khởi đầu cho thời đại ô tô điện của hãng, ở thị trường Mỹ. Cụ thể hơn, Prolac chính là mẫu ô tô điện thương mại, được bày bán rộng rãi đầu tiên của hãng Honda ở thị trường này. Được biết, Prolac chính là mẫu xe do Honda phát triển chung với tập đoàn GM. Do đó, sẽ không ngạc nhiên, nếu Honda Prolac 2024 chia sẻ một số trang bị với Chevrolet Blazer F mới. Tương tự Chevrolet Blazer F Honda Prolac 2024 cũng được định vị trong phân khúc SUV thuần điện hạng chung. Như vậy, mẫu ô tô điện Made in Việt Nam Vinfast VF8 lại có thêm một đối thủ cạnh tranh nữa. Theo hãng Honda, mẫu SUV thuần điện này sở hữu chiều dài 4.877 mm, chiều rộng 1.989 mm, chiều cao 1.643 mm và chiều dài cơ sở 3.094 mm. So với người anh em CR-V thế hệ mới, Prologue dài hơn 203 mm rộng hơn 127 mm và chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 394 mm. Thậm chí, Prologue 2024 còn có kích thước gần như ngang ngửa với mẫu SUV hạng sang cỡ lớn BMW X7. Tuy được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ BEV3 của tập đoàn GM, nhưng tân binh nhà Honda sở hữu ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài mang trên mình phong cách thiết kế khá đặc trưng của hãng Honda. Trên đầu xe được trang bị cụm đèn pha LED thanh mảnh tích hợp giải đèn LED định vị ban ngày nằm ngang thẳng thớm. Ở giữa hai đèn pha là nẹp màu đen bóng, đi kèm logo của hãng Honda. Vì là ô tô điện đương nhiên không có lưới tản nhiệt. Thay vào đó, xe chỉ được trang bị hốc gió, trung tâm hình thang cỡ lớn và hốc đèn sương mù trước, nằm dọc ở hai góc cản, trước. Bên sườn có thiết kế khá mượt mà và ít đường dập gân. Gương ngoại thất của xe được đặt trên cửa nhằm tăng tầm nhìn cho người lái. Trong khi đó, vành la-zăng của xe có đường kính 21 inch tiêu chuẩn, được thiết kế 6 chấu và sơn hai màu. Ở phía sau được trang bị đèn hậu nằm ngang, nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng ở giữa. Trên nẹp này còn có tem chữ nổi Honda với phông chữ thường, theo phong cách của mẫu ô tô điện Honda e đang bán tại châu Âu. Dưới cản sau còn có thêm tấm ốp màu bạc nhằm tăng vẻ thể thao và hầm hố. Ngoài ra, còn có nhiều chi tiết ngoại thất màu đen bóng như nẹp xung quanh thân xe, viền hốc gió, trung tâm hốc đèn sương mù trước, ốp gương chiếu hậu và tay nắm cửa. Những chi tiết này tạo sự tương phản với màu sơn trắng mới. Bên trong là không gian nội thất tạo cảm giác khá quen thuộc với vô lăng ba chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số 11 in được thiết kế, như máy tính bảng và màn hình cảm ứng trung tâm 11.3 in đặt nổi, trên mặt táp lô. Các phím cơ học của mẫu xe này khá giống với Civic. Tuy nhiên, Prolac 2024 không đi kèm tấm lưới tổ ong trên cửa gió điều hòa, như những người anh em cùng thương hiệu. Cụm điều khiển trung tâm được thiết kế khá cao, tạo thành vách ngăn giữa hai ghế trước. Tại đây, Honda đã bố trí sạc điện thoại không dây khá rộng, hai cổng USB và hai ngăn đựng cốc. Đặc biệt, nút chọn phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời đã được chuyển lên mặt táp lô, ngay bên dưới cửa gió điều hòa bên trái. Thiết kế này mang đến sự gọn gàng cho khu vực giữa hai ghế trước. Đáng tiếc, là hiện thông tin chi tiết về trang bị của Honda Prologue 2024 vẫn chưa được công bố. Hệ truyền động của mẫu SUV hạng trung này cũng được giữ kín, chỉ biết rằng xe sẽ được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Dự kiến, Honda Prologue sẽ chính thức được bán ra thị trường vào năm 2024.